Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là mấy cái côn ly hợp. Cái này thì nó là dạng côn văng ly hợp ma sát đấy. Nó cũng được gọi là ly hợp ma sát. Thì cái này nó hoạt động rất là đơn giản thôi, khi các bạn quay với lực quay đủ lớn ấy, thì ba cái má ma sát này nó sẽ thắng được cái lực ly tâm, nó sinh ra cái lực ly tâm và nó thắng được cái lực kéo của lò xo này này, thì nó sẽ văng, nó ép vào cái thành này. Còn cái trục dẫn động này thì nó luôn luôn chuyển động như cùng với cái trục của động cơ đấy. Bình thường thì khi cái con này chưa văng ra thì cái trục cái bánh đà này là chạy trơn, bởi vì trên này nó có vòng bi đấy các bạn này. Đấy, nó có vòng bi đôi ở trên này, thì là lúc nào cái thằng này nó cũng sẽ không quay nếu như mà thằng ma sát này không bung ra. Ví dụ như thế này, khi các bạn cảm như là nó quay trơn như thế này thì không có truyền lực, là bởi vì thằng ma sát nó chưa nở ra cho nên là nó chuyển động. Thì cái lắp đặt như này thì cũng rất là dễ thôi, các bạn chỉ cần lắp thằng này vào đây đấy, sau đó các bạn cài con cá vào. Lắp đặt con cá vào đây. Đây, con cá này thì nó hơi căng, thì các bạn lắp con cá vào đây. Sau đó các bạn lắp cái đầu bu ly này vào. Các bạn siết con long đen và con ốc vào trong này thì nó sẽ chống trôi bu ly ra. Thì bản thân cái dòng bu ly này thì nó có hai loại. Một loại là bu ly bản B. Bản B thì cái răng này nó rộng này, cái rãnh dây nó rộng này, thì nó ra dòng đai, dây đai lớn đấy các bạn. Đấy, và một cái bản nữa là bản A. Bản A thì bao giờ nó cũng bé hơn. Đây, các bạn nhìn này. Dây đai bé thì là bản A. Thì tùy theo các bạn trên cái đầu da của các bạn phía bên bi động ấy là nó dây đai nhỏ thì mình sử dụng loại nhỏ. Cái dòng hai cái dòng nhỏ này thì có đường kính phía bên trong của ly hợp là 110 đấy, và cái trục động cơ nở ra là trục 20. Cái thằng đai lớn này cũng thế thôi, nó cũng đều là 110 11 cm, và đều có cái lỗ này là lỗ 20. Còn đối với cái ly hợp dòng lớn như này thì của nó là trục này là trục 25, cái phía bên trong của nó là 15 cơ đấy. Còn đây là đường kính trục này là 25 mm, thì nó dành cho những cái máy lớn hơn, và đai của nó là đai bản B các bạn nhé. Đấy, thì là một số cái kích thước và cách sử dụng là như vậy. Thì các bạn mua loại nào thì cần loại nào thì mua loại đấy. Cái này thì bản thân mình giải thích thì cái máy này lúc nào là nó cũng lổ máy, là trục lúc nào nó cũng quay, chứ nó không có số giống như xe máy số mo thì nó không quay, nhưng riêng thằng này lúc nào nó cũng quay. Vì vậy người ta cần phải lắp một cái con ly hợp ma sát này vào đây, để khi nào kéo ga thì cái con này nó mới đủ tua, nó mới bung ra. Đấy, thì nó sẽ bám vào và nó chuyển động. Đấy là cái nguyên tắc của nó là như vậy. Thì từ các bạn không những có thể thiết kế vào cái dòng này, mà các bạn có thể làm vào bất kể một cái loại động cơ nào khác có vòng tua lớn là đều sử dụng được. Các bạn lưu ý là phải là vòng tua tương đối lớn nhá, thì nó mới đủ lực văng. Chứ còn những cái dòng động cơ đã qua giảm tốc ấy, thì nó không đủ tốc độ để nó văng ra đâu. Đấy. Các bạn quá trình sử dụng ấy, thì cũng lưu ý những cái dòng lò xo như này này. Thì có thể nhiều khi nước nó vào ấy, nó nhanh hỏng, thì các bạn nên bảo dưỡng nó bằng
có thể mỡ bò chịu nhiệt ấy, thì các bạn bôi vào đấy để cho nó đỡ bị rỉ. Tất nhiên là với một cái lượng rất là ít thôi. Nếu quá nhiều thì nó bám vào phía ngoài này ấy, thì nó sẽ không bám, ma sát nó không bám mà không tốt. Ví dụ như đây cái dòng lò xo này cũng vậy này, cái viền lò xo này cũng thế này. Đấy. Thì bảo dưỡng cái vòng lò xo này tránh để nó han rỉ và nó bị đứt. Thì mình đấy bên trong này. Còn những cái má này thì mình cứ sử dụng chủ yếu là hỏng vòng bi và mòn má thì các bạn có thể mua má dán về các bạn dán lại được, dùng rất là bền, dùng lâu dài và rất là bền. Đấy, cái đấy thì quá trình mình sử dụng là mình có những cái yếu tố đấy thì mình cần phải lưu ý. Còn tiện đây thì cũng giới thiệu qua đây cái dòng máy 6,7,5 HP, 7,5 mã lực đấy. Bên máy này thì bên em đang có hai dòng, một dòng là có củ đề và một dòng là không có củ đề. Thì như cái dòng máy giá thành thì các bạn có thể comment ở dưới mình sẽ báo giá. Đấy. Cái máy này các bạn cũng có thể kết hợp với này cái số lùi 2 tiến một lùi bên mình để chế xe 4 bánh cũng được. Mình nghĩ là có thể phù hợp cho các bạn. Đấy. Cái bu ly, cái máy, cái số 2 tiến một lùi thì bên mình các bạn đã xem rồi. Đấy. Các bạn xem video thì đừng quên bấm chuông, bật chuông thông báo. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng ký. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.